A Di Đà Phật, chào chư vị tín hữu đồng tu. Sau đây Minh Trung sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm một ban thờ Phật mini đối với những Phật tử hoặc là những người phát tâm chép kinh địa tạng mà không có ảnh Phật và không có tượng địa tạng. Thì đây là cuốn vở chép kinh của Minh Trung làm để dành tặng mọi người. Đấy, cuốn sách dài khổ A4 dài 250 trang. Bên ngoài bìa có in hình ngài địa tạng, ở bên trong thì kẻ dòng rất là to và rõ nét, thì ai có thể chép được. Đấy, mọi người không lo là chép thiếu đâu, một quyển này mà chép một bộ kinh địa tạng thì sẽ dư. Mỗi một cuốn kinh này thì mình gửi tặng kèm một ảnh ngài địa tạng của A5, để cho khi mà mọi người chép thì mọi người sẽ có một cái ảnh của ngài để ở trước mặt như thế này, để cho trang nghiêm thân. Nhưng mà mình đang đối xuất tượng ngài địa tạng thì chúng ta sẽ cung kính hết mức đó. Thì đối với những người mà không thuận duyên mà có ảnh ngài địa tạng này, Phật tượng, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách làm ban thờ Phật mini bằng một cái chiếc gương. Chiếc gương này các bạn gái rất là hay dùng này. Đó. Thì mình sẽ làm một cái ban thờ Phật như thế này. Thì các bạn sẽ mua một cái gương thế này, chắc là kích cỡ tầm 20 thôi, thì nó sẽ vừa vặn với cái ngài địa tạng như thế này. Đó, các bạn nhìn rõ không? Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người xem. Thì chúng ta trước hết ảnh Phật ngài địa tạng này thì Minh Trung tặng kèm mỗi một cuốn vở sẽ có sẵn một cái ảnh này rồi. Một chiếc gương này mua tầm 20 ngàn hoặc là 15 ngàn. Chúng ta sẽ cần băng dính nữa. Thì các bạn mua một cuộn băng dính hai mặt, sau đó dán bốn góc như thế này. Đó, đây là một cách uyển chuyển. Đối với những bạn mà không thuận duyên làm ban thờ Phật thì chúng ta cũng thể làm theo cách này, hoặc là hình ngài địa tạng, hoặc là hình ngài Di Đà, tùy theo mọi người tu theo pháp môn gì hoặc là thích ngày nào đấy. Chúng ta sẽ dán gần sát mép thôi. Đúng rồi, có cái kéo. Đây là cách chúng ta uyển chuyển và tùy duyên. Thì khi mà các bạn làm xong thì cái ban thờ Phật mini này các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu mà rất là tiện, mà lại gọn nhẹ nữa. Với các bạn là muốn làm những cái hình to ấy thì các bạn có thể in sẵn theo kích thước, sau đó các bạn mua những cái gương to hơn thì các bạn sẽ có một cái ban thờ Phật to. Còn mình thì thích nhỏ nhỏ chút xíu, này là vừa tầm rồi, đủ để mình chiêm ngưỡng và chiêm bái, có thể là để lễ lạy, có thể là để nhìn ngắm đó. Khi mà các bạn đã dính xong bốn mặt này thì các bạn sẽ dùng lấy tranh các bạn dán lên, căn làm sao cho thẳng hai bên là được. Đó, các bạn thấy không? Từ một chiếc gương là chúng ta đã thành một cái ban thờ Phật rồi. Đấy. Khi mà các bạn chép kinh mà không có ảnh ngài địa tạng, không có tượng ngài địa tạng, thì chúng ta đã có sẵn một cái ảnh nhỏ này Minh Trung gửi tặng kèm, và mua thêm một chiếc gương và làm như thế này. Thì là các bạn đã có một cái ban thờ Phật nhỏ. Thì khi mà các bạn chép thì các bạn để ảnh ngài ở đằng trước mặt như thế này. Sau đó thì để một quyển vở như thế này. Quyển kinh mẫu. Đây là kinh mẫu, khi các bạn cầm kinh thì các bạn phải xá kinh trước. Xá kinh, đây là cách cầm kinh. Đó. Đây là cách cầm kinh. Và khi xá thì các bạn đưa ngang lên trán này, rồi hạ xuống là xong, đây là xá kinh. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa, xá. Đó, thì xá kinh ra, sau đó các bạn mới bắt đầu niệm Phật 10 câu. Chắp tay niệm Phật 10 câu, xong rồi các bạn sẽ bắt đầu các bạn chép kinh. Đó, chúng ta cùng niệm Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, khi mà các bạn niệm Phật 10 câu xong thì các bạn mới bắt đầu mở kinh mẫu ra. Đó. Cuốn kinh mẫu. Rồi, đây là kinh mẫu. Kinh mẫu thì thường Minh Trung hay dùng của thầy Thích Chí Tịnh dịch. Còn đây là cuốn vở chép kinh Minh Trung đã làm tặng sẵn các bạn này. Đó thì các ngài, các bạn có kinh mẫu này, dùng để xem này. Rồi có vở để xét. Và bút thì các bạn nên chỉ dùng một loại mực thôi, mực tốt nhất là các bạn dùng mực màu đen. Đó thì các bạn có kinh mẫu này, vở chép và có ngài địa tạng ở trước mặt thì sẽ trang nghiêm thành kính và làm cho các bạn có cái tâm cung kính hơn, như là mình đang đối diện trước ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là cái cách chia sẻ của mình, làm sao để các bạn thể dễ dàng thực duyên là đồng ngộ văn thực Phật. Đó. Cảm ơn chư vị đến hữu đồng tu đã dành thời gian quan tâm. Cảm ơn Phật.